đổ hết lỗi lầm của một hệ thống từ địa phương tới trung ương lên đầu một cán bộ cấp dưới chắc chắn không phải là cách công lý được thực thi, càng không phải là cách giúp ngăn ngừa những thảm họa tương tự xảy đến trong tương lai, khi mà trách nhiệm không được đặt vào đúng địa chỉ của nó. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Chỉ xử lý Võ Kim Cự có ngăn được những Formosa trong tương lai. Bài viết của tác giả Nguyễn Anh Tuấn được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Vậy là sau một thời gian dài kể từ khi thảm họa cá chết xảy ra, Võ Kim Cự, cựu chủ tịch và bí thư Hà Tĩnh, người trực tiếp cấp giấy phép cho Formosa, thủ phạm gây ra thảm họa, đã lần đầu tiên trả lời báo giới. Quả là không uổng phí cho nhiều tháng im tiếng, ông đã có câu trả lời không thể khôn khéo hơn cho những chất vấn về trách nhiệm cá nhân bằng quy trình cho quy trình, cơ chế và sự đồng thuận của cả một tập thể lãnh đạo các cơ quan cao nhất của Trung ương. Không phải đơn giản mà Hà Tĩnh cấp phép cho Formosa, đầu tiên là báo cáo Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chấp thuận chủ trương. Sau đó, nhà đầu tư lập dự án với nhiều bước, trước khi thẩm định đã có ý kiến của 12 bộ chuyên ngành, kể cả các cơ quan trong khối nội chính, quốc phòng, an ninh, đồng ý với các nội dung, sau đó là thẩm định, rồi báo cáo Chính phủ. Cuối cùng, Chính phủ đồng ý để cho Hà Tĩnh được cấp phép. Nếu không chứng minh được những gì ông Cự nói bên dưới là sai, thì rõ ràng việc quy toàn bộ trách nhiệm cho ông ta trong việc cấp phép cho Formosa vừa không thỏa đáng, vừa có dấu hiệu chạy tội cho những cá nhân, tổ chức bên trên của ông ta. Mà ai cũng rõ, bao gồm các bộ trưởng, thứ trưởng và cả Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam khóa trước. Đổ hết lỗi lầm của một hệ thống từ địa phương tới trung ương lên đầu một cán bộ cấp dưới chắc chắn không phải là cách công lý được thực thi, càng không phải là cách giúp ngăn ngừa những thảm họa tương tự xảy đến trong tương lai, khi mà trách nhiệm không được đặt vào đúng địa chỉ của nó. Tuy nhiên, truy cứu trách nhiệm tất cả những kẻ đáng phải chịu trách nhiệm lại bất khả thi ở chỗ. Một tổ chức chịu trách nhiệm cao nhất trong việc rước Formosa về là Bộ Chính trị, trên thực tế là cơ quan nắm quyền cao nhất trong hệ thống. Sao có thể truy cứu chính nó? Sao có thể tự lấy đá kẻ trên mình? 2. Ông Cự khẳng định cấp phép cho Formosa là có sự chấp thuận của Thủ tướng, 12 bộ chuyên ngành, các cơ quan nội chính, an ninh, quốc phòng. Mỗi người trong số này lại liên đới tới nhiều bộ phận khác trong tiến trình ra quyết định của họ. Trừ vài người đã nghỉ hưu, đa số họ hiện đang nắm giữ những vị trí cao cấp trong guồng máy. Truy cứu trách nhiệm tất cả họ được không? Hoàn toàn không, kỷ luật hết thì lấy ai mà làm việc hả các đồng chí? Chỉ một câu buột miệng của ông Nguyễn Sinh Hùng 6 năm về trước, nhưng đã toát lên toàn bộ sự tự tin của người cộng sản chóp bu ở Việt Nam. Tin rằng vị trí của họ là bất khả thay thế, chừng nào mà đảng của họ vẫn nắm quyền. Cầm quyền là một dịch vụ, và bi kịch của xã hội Việt Nam hiện nay là chỉ có một nhà cung ứng. Thông thường khi gặp dịch vụ tồi tệ, người dân chúng ta, những người tiêu dùng, không hơi sức đâu nghĩ cách giúp nhà cung ứng nâng cao chất lượng, vì đấy là việc của họ. Chúng ta làm một việc đơn giản mà hiệu quả hơn là trừng phạt họ bằng cách chọn một nhà cung ứng khác để chính họ muốn tồn tại cũng phải chủ động đổi mới. Phương cách đơn giản đó hiện chưa được áp dụng trong thị trường chính trị đất nước, khiến cho đa số người cộng sản chóp bu dấu chỉ biết vinh thân phỉ gia, cung ứng những dịch vụ tồi tệ cho xã hội, vẫn có thể ôm lấy Nguyễn Sinh Hùng trong giấc mộng vĩnh viễn không bị ai thay thế, với những câu thần chú kỷ luật hết thì lấy ai làm việc. Đất nước đang thiếu cạnh tranh chính trị, chúng ta thì lại không dám dấn thân để thiết lập một xã hội cạnh tranh chính trị, chấp nhận toàn bộ thị trường cầm quyền bị thao túng chỉ bởi một nhà cung ứng. Thế thì có khả thi không nếu chúng ta đòi hỏi được thụ hưởng những chính sách công tốt đẹp vốn là sản phẩm của dịch vụ cầm quyền? Cùng logic đó, chúng ta dựa vào đâu để tin rằng sẽ không có những Formosa khác trong tương lai? Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Chỉ xử lý Võ Kim Cự có ngăn được những Formosa trong tương lai. Bài viết của tác giả Nguyễn Anh Tuấn được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh tin tức 108 TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam. Võ Kim Cự sinh năm 1957,
là một chính khách Việt Nam, bí thư chủ tịch tỉnh đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, khóa 14 thuộc đoàn đại biểu Hà Tĩnh, thành viên ủy ban kinh tế của Quốc hội. Không phải khi khổng khi không mà ông Võ Kim Cự trở thành bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, đại biểu Quốc hội. Ở một xứ sở mà một chỗ nằm trong nhà thương hay nhà tù đều phải mua bằng tiền, thì để được trở thành chính khách, tất nhiên là phải chạy điên luôn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Một đóa hoa nhàu cho người ngã ngựa. Bài viết của tác giả Tưởng Năng Tiến được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Nhật ký Vương Chí Nhàn ghi ngày 14 tháng 8 năm 1979 có đoạn rất xúc cảm, đọc mà không ứa nước mắt, chắc cũng ứa nước gan. Các bệnh viện quá đông người, bệnh viện Sanh Pôn khoa nhi, ba trẻ con một giường. Đêm có đứa ngã xuống đất chết luôn, không có điện, nhiều trẻ bị chết, các bà mẹ trông cả về lăng Bác mà khóc. 30 năm sau, vào ngày 1 tháng 12 năm 2008, báo Tuổi Trẻ đưa tin 8 bệnh nhân trên một giường tại các khoa hô hấp, sốt xuất huyết bệnh viện Nhi Đồng 1. Bệnh nhân nằm gần kín các hành lang, ban ngày hành lang còn có lối nhỏ để đi, chứ đến đêm thì kín mít chiếu, mỗi gia đình là một khoảng chiếu, cứ nằm vậy để thay nhau chăm con. Cái gì cũng phải mua. Những bà mẹ hồi năm 1979 nay đã thành nội ngoại hết trơn. Những em bé thơ vào thời điểm đó, nếu còn sống sót hẳn cũng là mẹ cả rồi. Phụ nữ thuộc thế hệ này chắc chắn không còn ai trông về lăng Bác mà khóc nữa. Dân Việt cũng may, tuy ngây thơ thật, ngây thơ lâu và ngây thơ lắm nhưng không ngây thơ mãi. Khóc lóc không giải quyết được gì để cho người thân có một chỗ nằm ở nhà thương, thì điều cần là vài cái phong bì chứ không phải là những giọt nước mắt. Ở nhà giam cũng thế, theo lời của cựu tù nhân lương tâm Phạm Thanh Nghiên, các sĩ quan được tắm hàng ngày vào các buổi chiều, mỗi tuần được 3 lần gội đầu. Nước và thời gian cũng được nhiều gấp đôi cánh tù bình dân. Sĩ quan là những người tù có tiền. Nói cho chính xác, đám này thuộc diện có gia đình ở ngoài khá giả. Hay cả chỗ nằm cũng là gia đình lo lót, mua cho. Thời điểm tôi bị giam ở Trần Phú là 2008-2009. Mỗi suất nằm trên sàn trung tâm có giá từ 2-3 triệu đồng. Sàn đối diện giá rẻ hơn một chút, dao động từ 1-3 triệu, tùy theo vị trí. Một suất nằm trong nhà thương hay trong nhà lao mà cũng cần chạy tiền, thì có chỗ nào ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không phải lo lót, kể cả chỗ đứng rất khiêm tốn trước bảng đen phấn trắng với đồng lương còm cõi của những người dạy học. Trong bức thư ngỏ gửi Quốc hội và ba bộ trưởng, gửi hôm 17 tháng 10 năm 2015, nhà báo Nguyễn Thu Trang có viết, từ năm 2009 đến nay, 185 giáo viên của huyện Sóc Sơn được Ủy ban Nhân dân huyện nhận vào làm với mức giá trên dưới 50 triệu đồng một người. Không có tiền thì không bao giờ xin nổi việc và ngược lại. Vì muốn có việc làm, nhiều giáo viên phải vay mượn tiền để chạy việc. Thông qua các đường dây cò mồi, một số trường đích thân hiệu trưởng nhận tiền theo giá chung, nhưng mọi quyết định cuối cùng đều nằm ở huyện. Tôi đã đặt bản thân mình vào hoàn cảnh của họ để viết giúp họ một bức thư, như một tiếng kêu cứu thống thiết gửi đến những người có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cao nhất có thể xem xét giúp họ. Đã mua thì phải hoàn vốn. Nguyễn Thu Trang chắc chắn cũng không ngờ được rằng những kẻ quyền hạn cao nhất mà bà vừa gửi đến tiếng kêu cứu thống thiết cũng phải chạy thấy mẹ luôn, mới thành được bộ trưởng hay dân biểu Quốc hội. Chứ chức tước đâu phải là đồ miễn phí. Điều khác biệt duy nhất giữa họ và những thầy cô giáo đáng thương là một đằng chạy chỗ để kiếm sống qua ngày, còn một đằng khác chạy chức để đầu tư. Đại biểu Quốc hội Lê Văn Quân cho biết, bây giờ chạy vào Quốc hội là bình thường, có tiền là chạy được, có quan hệ thân là chạy được. Và chạy xong thì tránh xa khỏi tâm lý ít nhất là hoàn vốn, theo lời của nhà báo Bùi Hoàng Tám. Sao hoàn vốn thôi sao, cha nội?
đâu có quan chức nào chịu huề như vậy. Họ đầu tư vào là để kiếm lời bằng mọi cách, càng nhiều thì càng tốt, bất kể nhân phẩm và đạo lý. Xin đơn cử một trường hợp tiêu biểu theo Wikipedia. Võ Kim Cự sinh năm 1957 là một chính khách Việt Nam, bí thư, chủ tịch tỉnh đoàn Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nhiệm kỳ 2015-2020. Nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, khóa 14 thuộc đoàn đại biểu Hà Tĩnh, thành viên ủy ban kinh tế của Quốc hội. Không phải khi khổng khi không mà ông Võ Kim Cự trở thành bí thư tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân, đại biểu Quốc hội. Ở một xứ sở mà một chỗ nằm trong nhà thương hay nhà tù đều phải mua bằng tiền, thì để được trở thành chính khách tất nhiên là phải chạy điên luôn. Ông Cự rất chịu chạy và chạy rất nhanh, nhưng đôi lúc có lẽ vì chạy bạo quá nên không tránh khỏi dăm ba điều tiếng eo xẻo của thường dân địa phương. Ông Võ Kim Cự xuất thân từ cán bộ phong trào đoàn xã Cẩm Thăng, huyện Cẩm Xuyên. Ông chưa học hết cấp 3, nhưng nghe nói đã có bằng bổ túc công nông khi lên làm đoàn xã rồi đến đoàn huyện ở huyện Cẩm Xuyên. Ông có một lần bị kỷ luật vì làm cho cô giáo mầm non bị bầu bí. Năm 1991, sau khi Hà Tĩnh tách ra từ Nghệ An, Hà Tĩnh thành lập công ty khai thác Titan liên kết với Úc, có tên là Khoáng sản Hà Tĩnh, tiền thân của Tổng công ty khoáng sản thương mại bây giờ. Trong quá trình làm ở Michaco, ông Cự theo học lớp đại học tại chức luật được tổ chức ở thị xã Hà Tĩnh năm 1995 đến năm 1997. Khi đó ông Cự là lớp trưởng, một người có vai trò tổ chức đưa đón thầy cô giáo và bố trí nơi ăn chỗ nghỉ cho các thầy cô về dạy tại chức. Nên khi tốt nghiệp, ông Cự đạt loại cao, nhiều người thắc mắc thì có thầy giáo đã trả lời: chúng tôi nhờ anh Cự giúp đỡ trong khi đi dạy ở đây, nên chúng tôi cho anh Cự điểm cao là chuyện dễ hiểu. Sau khi có bằng đại học tại chức, ông Cự lên giám đốc, rồi công ty chuyển thành tổng công ty, nên ông mang danh tổng giám đốc. Sau đó vài năm, ông lên chức chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Có nghịch lý là trong những năm ông Cự làm giám đốc Michaco, nhiều dự án được vẽ ra và không thu được gì. Cuối cùng các dự án này đều được bán dần để trả nợ, mà nhiều người cho là ông dùng tiền để chạy chức phó chủ tịch tỉnh. Trong khi làm phó chủ tịch, ông học thạc sĩ MBA theo chương trình liên kết với Đại học Western Pacific University. Trường này cũng nằm trong danh sách những scam university mà báo chí đã từng nêu. Chớ trêu hơn, ông lại là sinh viên thủ khoa của khóa học này. Chớ trêu hay không thì ông Võ Kim Cự vẫn là người có bằng cấp, học vị được công nhận bởi nhà nước hiện hành. Nhờ thế, ông ấy được bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, kiêm trưởng Ban khu kinh tế Vũng Áng, sau đó là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, rồi Bí thư tỉnh ủy. Ở vị trí này, ông Võ Kim Cự đã góp phần không nhỏ vào việc cấp phép cho công ty Formosa mở nhà máy thép ở Hà Tĩnh và nhận được nhiều ưu đãi kịch trần. Theo như nguyên văn cách dùng từ của báo Đất Việt, được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, doanh nghiệp trong nước là 22%, miễn thuế thu nhập trong 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo, được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị, miễn thuế tài nguyên, v.v. Tổng cộng là hơn 10.000 tỷ đồng tiền hoàn thuế. Theo phỏng tính của chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan, thì hơn 10.000 tỷ đồng nếu tính vào thời giá cuối năm 2014, đầu năm 2015, nó tương đương với 500 triệu đô la. Thiệt là quá đã và quá đáng. Đúng quy trình. Nếu phần lãi quả là 20%, thì số tiền sẽ là 100 triệu Mỹ Kim. Ông Võ Kim Cự tất nhiên là ăn chia tử tế theo đúng quy trình. Đầu tư, hoàn vốn, kiếm lời. Việc làm này hoàn toàn không có gì sai trái, nên đương sự được sự tán trợ và ủng hộ nhiệt tình của mọi giới quan chức lớn nhỏ từ trung ương đến địa phương. Vấn đề trả qua và trả may là Formosa lại là đầu độc. Nuốt vào rồi mới biết là lôi thôi lắm, lôi thôi lâu, và e là cả đám sẽ lôi thôi lớn. Vậy mà sau khi sự việc vỡ lở thì không thấy người gian nào khác mắc cạn hết trơn hết trọi ngoài cái ông Võ Kim Cự. Sao kỳ vậy? Câu hỏi thượng dẫn được blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh trả lời rành rọt và chính xác. Dồn hết sức tấn công ông Võ Kim Cự lúc này là cách
cứu vãn hệ thống đúng đắn nhất mà Đảng Cộng sản đã chọn. Thôi thế cũng đành, chỉ có điều hơi khó đành. Và rất đáng phàn nàn là Đảng vẫn còn nhẫn tâm chưa cháo xua ngay cả một bầy chó dại ra sủa nhặng xị cái người đồng chí vừa mới bị lộ hôm qua. Báo Tiền Phong ngày 18 tháng 7 năm 2016 có bài Formosa và ba lần đụng độ ông Võ Kim Cự. Báo Tuổi Trẻ ngày 22 tháng 7 năm 2016 có bài Ông Võ Kim Cự có trách nhiệm gì trong vụ Formosa thuê đất. Báo VN Express ngày 24 tháng 7 năm 2016 có bài Formosa chôn lấp chất thải ở đâu. Báo Dân Trí ngày 25 tháng 7 năm 2016 có bài Trả lời của ông Võ Kim Cự là lấp liếm. Báo Người Lao Động ngày 26 tháng 7 năm 2016 có bài Ông Cự quyết cho Formosa thuê đất 70 năm trước khi xin ý kiến. Báo VN Media ngày 26 tháng 7 năm 2016 có bài Cận cảnh biệt thự khủng của nguyên bí thư tỉnh ủy Võ Kim Cự. Báo Tin Nhanh ngày 27 tháng 7 năm 2016 có bài Phát hiện căn biệt thự khủng của nguyên bí thư tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự. Cái biệt thự to đùng xây từ năm 2010 chứ có phải là cái kim đâu mà 6 năm sau mới phát hiện ra mấy cha. Chưa cháo tới cỡ đó mà vẫn được xem như là chủ trương đúng đắn thì chung cuộc chỉ có sự lựa chọn của ông Võ Kim Cự là sai lầm và sai ngay từ đầu. Hồi đó thay vì vào Đảng Cộng sản, nếu ông Võ Kim Cự gia nhập vào một thứ băng đảng nào khác thì đã không đến nỗi giới giang hồ đối với những kẻ đồng đảng hay đồng vụ tử tế và nghĩa khí hơn nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Một đóa hoa nhỏ cho người ngã ngựa, bài viết của tác giả Tưởng Năng Tiến, được đăng trên trang blog Á Châu Tự Do. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh tin tức 108TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam.